thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV tổ chức tọa đàm giải pháp tăng trưởng tín dụng bền vững cho cán bộ, đoàn viên thanh niên đang công tác tại trụ sở chính và các chi nhánh trên địa bàn Hà Nội diễn đàn là cơ hội để cán bộ đoàn viên thanh niên chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, những kinh nghiệm trong hoạt động tín dụng, từ đó đề xuất kiến nghị những sáng kiến, giải pháp góp phần hướng tới tăng trưởng tín dụng bền vững. Đồng thời tạo kênh thông tin diễn đàn trao đổi hai chiều giữa ban lãnh đạo với cán bộ đoàn viên thanh niên để nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ đoàn viên thanh niên, qua đó có định hướng giải quyết, thao gỡ khó khăn, vướng mắc bên cạnh đó buổi tọa đàm cũng cung cấp các thông tin về quy trình chính sách trong hoạt động tín dụng biện pháp giảm thiểu tài sản có rủi ro tín dụng xanh cho phát triển bền vững đánh giá thực trạng và đề xuất cũng như nắm bắt chương trình hành động của ban điều hành hướng tới tăng trưởng tín dụng bền vững cho hệ thống ngân hàng bidv nói riêng và hệ thống ngân hàng nói chung